Những người Hùng Thường Châu lên chức bố. Nguyễn Thành Trung là trường hợp mới nhất trong nhóm người Hùng Thường Châu trở thành bố. Hôm 17 tháng 9, Thành Trung cùng vợ đón con đầu lòng và bỏ buổi tập đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam. Hôn lễ của Thành Trung và Tố Uyên diễn ra ngày 13 tháng 4 tại Hà Nội. Trước Thành Trung, nhiều đồng đội của anh ở U23 Việt Nam đã lập gia đình và đón con đầu lòng. Vợ chồng trung vệ Bùi Tiến Dũng sinh con Bùi Khánh Tuệ An năm 2019, tới năm 2021 có thêm con gái thứ hai. Vợ chồng trung vệ Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Quỳnh Anh có con trai đầu lòng vào tháng 9 năm 2020, tới nay được 2 tuổi. Con gái Phan Nhã Thùy An của Phan Văn Đức cũng đã được 2 tuổi, thường xuyên được mẹ cho ra sân cổ vũ bố thi đấu. Tiền vệ Lương Xuân Trường cũng mới đón con gái chào đời hồi tháng 5, tới tháng 8 mới có lần đầu khoe ảnh chụp cùng con trên mạng xã hội. Hồi tháng 7, cô vợ Tây của thủ môn Bùi Tiến Dũng khoe đang mang thai con trai đầu lòng sau khoảng 2 tháng kết hôn. Tiến Dũng là ngôi sao lớn nhất ở khung gỗ U23 Việt Nam, trở thành người hùng nhờ những pha cứu thua giá trị trên chấm phạt đền tại U23 châu Á 2018. Tháng 8 năm 2021, vợ chồng Nguyễn Công Phượng đón con trai đầu lòng sau khoảng 1 năm kết hôn. U23 Việt Nam cũng còn khá nhiều cầu thủ chưa kết hôn và lập gia đình như Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Toàn hay Vũ Văn Thành. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!